Xin chào tất cả các bạn. Mình biết rằng là sẽ rất nhiều người khi đăng ký cái kênh Cây Đời, và đặc biệt rất nhiều các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà bọn mình, những người có thể là tổ chức, có thể là chuyên nghiệp hay là bán hàng chuyên nghiệp như này, hay có những sản phẩm rất là chuyên nghiệp như này, mà tại sao có những nhân viên hay có những người đang lên hình có thể nói là không lưu loát, có thể nói là hơi lan man, không trọng tâm, có thể nói vân vân vân, hoặc có thể là giọng rất là yếu. Thì hôm nay mình cũng nói thật, mình là người hiện tại đang trực tiếp quản lý về vấn đề liên quan đến media của Cây Đời, thì đó là cái cốt lõi của công ty mình. Hiện tại bây giờ hai anh em mình thì những người mà gọi là đầu tiên của founder cho cái chương trình này là bọn mình mang tới một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Đầu tiên về môi trường xanh sạch đẹp, nhưng mà cả về con người nữa. Thì rõ ràng ở đây bọn mình luôn luôn hỗ trợ những người, nói chung là có thể là khiếm khuyết yếu điểm liên quan đến về cuộc sống. Ví dụ về một bạn đang hiện tại đang hay nói chuyện ở trên kênh của mình liên quan đến vấn đề giới thiệu cây cối ấy, thì thưa các bạn, bạn đấy là một người ở dân tộc, và bạn đấy là một người dân tộc có thể nói rằng là nếu ai nghiên cứu ấy, thì là một trong những cái dân tộc hiếm nhất, hiếm người nhất của Việt Nam của chúng ta. Và cái địa phận mà họ sinh sống ấy là vùng sát biên giới, và họ xuống đây được đi học, nhưng mà do vì cái điều kiện thời trẻ ấy, thì cái tiếp xúc với mọi người ấy, cho nên là ngôn ngữ có thể là hơi kém, nhưng mà bọn mình không ngại, bọn mình luôn luôn tạo điều kiện cho những người như vậy. Đặc biệt vào nhân vật thứ hai ấy, thì bạn tên là Linh, thì các bạn biết rằng là bạn Linh này, nếu mà bọn mình mới biết được, bạn ấy là một người rất ngại nói, rất ngại gọi là sử dụng ngôn ngữ của bản thân mình, mà bạn ấy chỉ làm việc thôi, nói thì rất là nhỏ, có thể nói là khiếm khuyết về giọng nói luôn. Nhưng mà bọn mình đã cố gắng đào tạo, cố gắng để mà cho các bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Và kể cả những cái người mà có thể là các bạn đang nhìn ở trên không gian mạng, trong cái kênh DCMD ấy, liên quan đến vấn đề môi trường, thì có một cái người hay mặc cái quần áo chú hề, hay kể cả cái bạn đấy đang mặc quần áo chú hề mà là hiện tại bây giờ đang đi, mà lan tỏa cái kênh của bọn mình đến với mọi người ấy, ở các cái khu trường đại học hay ở những cái khu đông người, thì bạn đó cũng có một cái tật, ở đây cái khuyết tật thôi, có người thì người ta khuyết tật nhỏ thôi chứ không phải mạnh, bạn đấy thì khuyết tật ở cái ngón tay, có nghĩa là do bạn ấy lao động và bạn ấy tai nạn và bạn ấy bị một cái ngón tay của bạn mất một nửa. Tóm lại ở đây ấy, bọn mình luôn luôn mong muốn tạo điều kiện hết sức cho những người có những khuyết điểm thôi, những khuyết điểm có thể là nhỏ nhưng mà làm cho họ không tự tin trong cuộc sống, và mình muốn tạo cơ hội cho họ, thứ nhất là kiếm được tiền, thứ hai là có được cái tự tin trong cuộc sống này để mai sau họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và những người nào, kể cả những người bị bệnh tự kỷ, mình cũng nhiều lúc nói chuyện ấy, mình luôn luôn nói chuyện. Các bạn nên nhớ rằng để được ngày hôm nay ấy, những bạn đó đi lên hình để nói chuyện, và mình đã thuyết phục và đã phải nói chuyện rất nhiều những câu chuyện để làm sao để cho các bạn đấy giải tỏa, cho các bạn đấy cố gắng. Thì mong sao là các khán giả, nếu mà các bạn ngồi nghe, các khán giả ngồi nghe hay là xem, thì cố gắng cho một like hay là share hay là một comment tích cực, tại vì tất cả các bạn đó đều có những cái khuyết điểm riêng của họ, thì mình phải tạo điều kiện cho họ trong cuộc sống này. Và thứ hai, mình không tạo điều kiện được gì về tiền bạc thì ít nhất mình phải tạo điều kiện cho họ tự tin hơn, luôn luôn ủng hộ họ trong cái vấn đề đó. Và ở đây bọn mình sẽ xuyên suốt những con đường như vậy, kể cả Cây Đời cũng như DCMD, là đi theo một con đường có thể nói là cũng rất là khác, có nghĩa là bọn mình sẽ đi tới một cái hướng, có nghĩa là giúp tất cả những người nào có cái khiếm khuyết, có cái khuyết điểm nhỏ trong vấn đề cơ thể, trong vấn đề sử dụng ngôn ngữ, hay kể cả cái yếu tố không tự tin trong cuộc sống, bọn mình sẽ cố gắng đào tạo, sẽ cố gắng vận động, sẽ cố gắng đủ mọi cách trong khả năng có thể, ví dụ như là động viên vân vân vân, để cho họ làm sao họ có thể tự tin trong cuộc sống này. Có thể một ngày họ không làm ở DCMD nữa, một ngày họ không làm ở Cây Đời nữa, nhưng khi họ ra ngoài đời họ sẽ có được một cái tự tin nhất định nào đó về những cái khuyết điểm của họ, hoặc ít nhất là họ sẽ thay đổi được cái suy nghĩ và tư duy, cũng như đặc biệt nữa mình mong muốn là họ sẽ thay đổi được những khuyết điểm đó. Còn có những cái dị tật không thể khuyết điểm được, ví dụ như ngón tay đã mất rồi thì không mọc dài ra được, thì làm sao để cho họ có một cơ hội mới. Và mọi người nên nhớ rằng là những nhiều người khi mà họ có những khuyết điểm đấy, họ rất là tự ti trong cuộc sống, và mình muốn cởi cái lớp áo tự ti của họ ra để họ khoác vào một cái lớp áo mới tự tin. Và mong rằng thì khán giả hay là tất cả mọi người khi mà đã vào cái kênh
cây đời chẳng hạn, hay là bất kỳ một cái gì liên quan đến cây đời hay như là DCMD, thì mong rằng là mọi người sẽ hiểu rằng động viên các em đó. Và một cái động viên hay nhất là cho một cái like, cho một cái share hoặc là đăng ký kênh để hoặc là xem để ủng hộ các em đó. Còn mình cũng biết rằng là rất khó chịu cho mọi người, mọi người đã bỏ thời gian ra, mọi người không muốn là mất cái thời gian nó vàng bạc của quý vị đâu. Nhưng mà mỗi một lúc mình làm cái điều gì nho nhỏ mà giúp ích được cho các bạn đó thì mình cũng hy vọng và rất kêu gọi mọi người hãy bỏ chút thời gian thôi để làm sao để động viên các bạn đó. Và bọn mình thì cũng với cái phương châm đó thôi, sẽ xuyên suốt cái hành trình này. Và đặc biệt là vấn đề môi trường thì bọn mình chắc chắn là sẽ xuyên suốt. Bọn mình sẽ trích rất là nhiều những cái gì khả năng có thể, kể cả về tiền bạc liên quan đến vấn đề gọi là lãi chẳng hạn, lúc nào cũng phải trích 40% lãi sau khi trừ chi phí, thì rõ là cái điều mà mong mọi người ủng hộ. Thì còn có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua, kể cả bản thân mình. Mỗi con người chúng ta thì không thể hoàn thiện hoàn hảo được, nhưng chắc chắn là mỗi người đều cố gắng hết sức khả năng có thể, và bọn mình kiên quyết là như vậy, đặc biệt là mình cũng như là chiến chủ tịch thì luôn luôn là như vậy. Xin chào và lại quý vị, mong quý vị ủng hộ.